đạo hàm nè, suy ra y phải nè, bắt đầu đạo hàm của tổng hiệu thì sẽ bằng từng cái đạo đạo hàm đó, làm chậm đó nghe. Cứ làm theo cô mình làm nhanh thì làm theo cô mình, lại làm chậm cho bạn hiểu chứ đã. Hiểu. Đó, bằng ở trong đây là U hay X? U tiếp, ở đây là U hay X? Đây là U hay X? Đây là U hay X? Hiểu. Vậy bắt đầu theo công thức nè, đạo xiên của U bằng đạo hàm của xiên bằng cos 3X nhân 3x đạo hàm. Hiểu. Tiếp trừ viết lại nè, 2 viết lại nè, đạo hàm của cos bằng gì? Đọc từ trên xuống, đạo hàm của xiên bằng cos, đạo hàm của cos bằng trừ xiên, trừ với trừ thành cộng xiên 2x nhân 2x đạo hàm. Tiếp cộng nè, 3 viết lại nè, bắt đầu đọc từ trên xuống dưới, đạo hàm của xiên bằng cos, đạo hàm của cos bằng trừ xiên, đạo hàm của tan bằng 1/1 3x nhân 3x đạo hàm, nhớ tiếp trừ đạo hàm của cô tan, đọc từ trên xuống thôi, đọc từ trên đi, đừng có chơi chiều đó. Đạo hàm của xiên bằng cos, đạo hàm của cos bằng trừ xiên, đạo hàm của tan bằng 1/1 cos bình, đạo hàm của cô tan bằng trừ 1/, trừ trừ thành cộng 1/ xiên bình 2x nhân 2x đạo hàm. Rồi tới đây tự làm được chưa? Cẩn thận nha, cái này làm ơn làm phước viết ra phía trước. Cái này làm ơn làm phước khi tính đạo hàm xong viết ra phía trước. Cái này viết ra phía trước, cái này viết qua phía trước. Sợ bị sai đó. Cái này là cái góc, còn cái này là cái số, phải viết ra phía trước nha.